Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tiêu Thị Giang, 24 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, là nữ quái, chỉ trong một buổi chiều đã gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tiệm vàng. Theo điều tra, Giang khai nhận do cần tiền trả nợ nên điều khiển xe máy đến chợ Hải An, thị trấn Đô Lương mua những mỹ ký màu vàng. Sau đó, Giang đi đến hỏi mua vàng tại một cửa hàng vàng bạc ở khối 3, thị trấn Đô Lương. Tại đây, Giang đã nhanh tay tráo hai chiếc nhẫn của cửa hàng bằng những bỉ ký vừa mua, rồi nói không mua vàng và rời đi. Tráo đổi xong, Giang đi đến một cửa hàng vàng bạc ở khối 6 thị trấn Đô Lương để bán hai chiếc nhẫn vừa lấy được với giá hơn 12 triệu đồng. Tuy nhiên nhận thấy số tiền đó chưa đủ để trả nợ, nên Giang tiếp tục yêu cầu nhân viên bán hàng lấy ra 5 nhẫn vàng để xem. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Giang đã cướp giật số vàng trên và bỏ chạy. Lúc này nhân viên cửa hàng đã hô hoáng đuổi theo nhưng không kịp. Tiếp đó, Giang đến một tiệm vàng khác ở thị trấn Đô Lương để bán ba chiếc nhẫn được hơn 30 triệu đồng. Số tiền có được từ bán vàng, Giang đã dùng một phần để trả nợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân. Sau đó, Giang bị công an bắt. Quá trình điều tra, công an đã thu hồi được toàn bộ vật chứng của vụ án.